Vâng, em Sơn Lâm, nhà đất Gia Lai, nên chào quý anh chị và quý bà con và các nhà đầu tư ạ. Hôm nay em đăng tải lên cho quý anh chị và quý bà con chúng ta một lô đất nền tại ngã tư đường thị trấn Chư Sê quý anh chị nhé. Đây là ngã tư đường tránh đường cách mạng thị trấn Chư Sê quý anh chị. Đường chúng ta đường toàn bộ là đường thông, đường rất là to rộng và đẹp quý anh chị nhé. Khu vực này thì dân cư ở cũng rất là đông, quý anh chị có thể thấy hiện hữu trên màn hình nhé. Ở đây thì chúng ta có thể kinh doanh buôn bán nhiều mục đích, mặt hàng mà chúng ta mong muốn đều được quý anh chị, rất là phù hợp ạ. Từ vị trí này mà di chuyển đến quốc lộ 14A đến đường Bắc Nam của thị trấn Chư Sê chỉ khoảng gần 1 km thôi quý anh chị nhé. Và lô đất nền của chúng ta có tổng diện tích bề ngang là 6m ạ, chiều sâu 30m và đã có 70m đất thổ cư rồi quý anh chị nhé. Lô đất nền chúng ta là lô đất hai mặt tiền đường, lô góc quý anh chị nhé. Mặt tiền đường chính của chúng ta và mặt tiền đường hẻm quý anh chị nhé. Mặt tiền đường hẻm của chúng ta là đường rộng 3m ạ. Đó, quý anh chị có thể quan sát trên màn hình nhé. Ở đây dân cư ở rất là đông, chúng ta kinh doanh buôn bán ở khu vực này thì rất là ok quý anh chị nhé. Vâng, và lô đất nền chúng ta bắt đầu là đây quý anh chị nhé. Đó, lô đất giáp nhà hàng xóm của chúng ta luôn ạ. Đó, theo lối tay em chỉ đó là lô đất nền chúng ta quý anh chị nhé. Và mặt tiền đường hẻm của chúng ta là đường rộng 3m ạ, quý anh chị có thể thấy ạ. Và gia chủ có ký gửi kênh nhà đất Sơn Lâm, em bán với giá 1.500.000.000 cho tổng lô đất chúng ta quý anh chị nhé. Vâng, 1.500.000.000 là còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị nhé. Quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679, em sẽ tư vấn quý anh chị cụ thể hơn và đưa quý anh chị đến xem trực tiếp để chúng ta gặp chủ và thương lượng quý anh chị nhé. Đất chúng ta là thị trấn Chư Sê quý anh chị. Ở đây là mặt tiền đường rất là bằng phẳng quý anh chị nhé. Tại một ngã tư đường, đường rất là to rộng và thông thoáng quý anh chị. Vâng, quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại em có ghim trên màn hình nhé, và kết bạn Zalo ạ. Vâng, quý anh chị và quý bà con xem kênh em thì nhớ cho em xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo, những lô đất đẹp mà nhà đất Sơn Lâm em đăng tải lên để chúng ta xem và tham khảo và lựa chọn quý anh chị ạ. Vâng, em xin cảm ơn quý anh chị và xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.